Ca sĩ Mai Trần Lâm vừa chính thức ra mắt khán giả phim ca nhạc Yêu Một Mình trên kênh YouTube Mai Trần Lâm Official. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai của giọng ca trẻ dòng nhạc Bolero được đầu tư công phu kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ mang lại cho công chúng món ăn tinh thần hấp dẫn. Yêu Một Mình là bộ phim ca nhạc hành động dài tới 50 phút, xoay quanh tình yêu về một chàng trai nghèo hiền lành. Bên cạnh những hình ảnh lãng mạn, những phân cảnh xúc động, ấm áp tình người, còn có rất nhiều pha hành động hấp dẫn, cũng như những tình tiết đối thoại hài hước, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo, nghệ sĩ ưu tú Thu Hà, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức. Trên nền câu chuyện đầy hấp dẫn và kịch tính, Mai Trần Lâm thể hiện ba ca khúc bolero quen thuộc Về Quê Ngoại, Yêu Một Mình, Nếu Hai Đứa Mình bằng giọng hát ngọt ngào và tình cảm, được khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc đẹp. Với Yêu Một Mình, Mai Trần Lâm đã bước đầu thành công trong việc thực hiện một bộ phim ca nhạc bolero gắn với hành động. Hy vọng sản phẩm mới này sẽ đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của công chúng Việt.